Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến hết năm 2025 xóa nhà tạm, nhà rụt nát. Sri Lanka bầu cử tổng thống. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rụt nát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025. Phong trào nhằm thể hiện sự chăm lo, động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà rột nát với sự chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, xã hội và người dân, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tích cực tham mưu các cơ chế chính sách và các quy định trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, các hộ sống trên kênh rạch và gia đình người có công với cách mạng. Ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Cung thiếu nhi Hà Nội, công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Dự án Cung Thiếu Nhi Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 40.000m2 tại quận Nam Từ Liêm. Công trình có kiến trúc hiện đại rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị thông minh, chất lượng cao, nhiều hạng mục được bố trí đồng bộ, lần đầu tiên được trang bị tại một cơ sở giáo dục ngoại khóa. Cụ thể, Cung Thiếu Nhi Hà Nội bao gồm nhà hát 800 chỗ, dạp chiếu phim 3D 4D với 200 chỗ ngồi, nhà thi đấu 500 chỗ ngồi, bể bơi 10 làn, nhà học và thư viện tháp thiên văn và khối hành chính văn phòng. Dự án Cung Thiếu Nhi Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu xây dựng trung tâm văn hóa thể thao hoạt động chính trị lớn của thanh thiếu nhi thủ đô và đất nước. Tiếp nối lịch sử truyền thống tốt đẹp, Cung Thiếu Nhi Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới có những bước đột phá về chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần giáo dục toàn diện cho lớp mang non của thủ đô. Cung thiếu nhi Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố giao thành Đoàn Hà Nội là đơn vị thụ hưởng và quản lý. Nơi đây hứa hẹn là địa điểm lý tưởng không chỉ với thiếu nhi thủ đô mà còn với thiếu nhi nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thuốc lá thế hệ mới là sản phẩm nhắm đến giới trẻ, khiến thanh thiếu niên bắt đầu nghiện nicotin sớm hơn và tác hại sức khỏe sẽ nghiêm trọng hơn cả trước mắt và về lâu dài. Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý xử lý mạnh đối với việc kinh doanh thuốc lá thế hệ mới và đây cũng chỉ là khó khăn nhức nhối để đẩy lùi thuốc lá ra khỏi học đường. Không khó để bắt gặp những hình ảnh những bạn trẻ hút thuốc lá điện tử. Dù bất cứ ai ở độ tuổi nào, chỉ cần có nhu cầu và có tiền là dễ dàng mua được thuốc lá điện tử. Khi gõ từ khóa vếp thuốc lá điện tử, rất nhanh chóng đã hiện ra ngay hàng loạt quảng cáo về sản phẩm trên các trang mạng, khiến nhiều bạn trẻ nhận thức sai lệch rằng đây là một xu hướng mới. Đối tượng trẻ, thành thiếu niên và học sinh là chưa nhận thức rõ về vấn đề cái tiền chất này, cho nên cái việc là uh, thanh thiếu niên này cũng là có nhu cầu cái ai thích là thể hiện, cho nên cái việc này là đối tượng lợi dụng đánh vào cái tâm lý mà cái thu nhập rất lớn các cái thuốc lá điện tử này và có thêm cái phần cái tiền chất để pha chế và nó mang uh, kích thích cái hương phấn của nước trẻ. Tại Việt Nam, các hoạt động nhập lậu, mua bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá thế hệ mới đang diễn ra dưới nhiều hình thức và chủ yếu qua đường nhập lậu sách tay với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hầu hết dùng các mạng xã hội như là WeChat, như là Zalo giải rác trên địa bàn cả nước như ở khu vực Bắc Ninh, khu vực Hà Nội, khu vực Hải Dương. Liên tiếp nhiều vụ việc bắt giữ, nhiều tổng kho thuốc lá điện tử đã bị triệt phá. Tuy nhiên, công sức của lực lượng chức năng chỉ như muối bỏ bể vì số lượng các đối tượng kinh doanh nhập lậu loại sản phẩm này vẫn không hề giảm. Bây giờ thì chúng tôi cứ loay hoay mãi suốt ngày vẫn chỉ là mặt hàng thông thường. Và tôi nói rất là rõ ràng trong quá trình kiểm tra xử lý nhờ các đối tượng nhờ quá đơn giản bây giờ ai bằng như kiểm tra bắt giữ cái này về từ chỉ xử lý là hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc nhưng nó xử lý không khác gì mấy cái hộp phấn với cái hộp thức kẻ đối với văn bản quy bản pháp luật thì cũng chưa có những quy định cụ thể nào đối với cái màn thuốc lá điện tử này ở trên địa bàn trong cả nước cái quy định về chế tài xử lý sau này để xử lý cuối cùng về hình sự thì cũng chưa có. Chưa tác hại nguy hiểm của thuốc lá điện tử đến sức khỏe người dùng, đặc biệt là với thế hệ trẻ thì rõ ràng cần phải có chế tài quyết liệt hơn nữa, quy định đưa sản phẩm này vào danh mục cấm nhập khẩu, buôn bán. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường việc tuyên truyền hiệu quả hơn về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử tại mỗi trường học. Nhằm phòng ngừa dịch cúm xảy ra trên đàn thủy cầm tại địa phương, tỉnh Long An triển khai tổ chức tiêm 407.500 liều vaccine miễn phí đợt 2 cho người dân nuôi thủy cầm với kinh phí gần 172 triệu đồng. Đối tượng được hỗ trợ tiêm vaccine miễn phí là những hộ chăn nuôi thủy cầm như vịt, ngan, thuộc diện tiêm phòng có quy mô tổng đàn từ 2.000 con trở xuống, ưu tiên tiêm đàn nhỏ lẻ, đối với các đối tượng không được tiêm hỗ trợ phòng vaccine miễn phí, ngành chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh tổ chức tiêm phòng vaccine thu tiền cho đàn gia cầm trên địa bàn cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí. Riêng hộ chăn nuôi vịt chạy đồng có nguồn gốc ngoài tỉnh, bắt buộc tự tiêm phòng có sự giám sát của cơ quan thú y. Trước đó trong tháng 8, Tri Cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Long An cũng đã tổ chức tiêm hơn 599.000 liều vaccine miễn phí đợt 1 cho người dân nuôi thủy cầm với kinh phí gần 252 triệu đồng chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 9 đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên tổng thống sau hai vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo đó, dự luật được thông qua với tỷ lệ 405 phiếu thuận, không phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm cùng ngày cơ quan mật vụ Mỹ tuyên bố đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc liên lạc và biểu hiện thiếu cẩn trọng trước vụ mưu sát tại buổi vận động tranh cử của ông Trump vào ngày 13 tháng 7 ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, khiến cựu tổng thống bị thương và một người tham gia sự kiện này bị thiệt mạng. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã có sự chủ quan dẫn đến việc không tuân thủ các thủ tục an ninh, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ thực thi các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết. Ngày 21 tháng 9, Sri Lanka tổ chức cuộc bầu cử tổng thống với hơn 17 triệu cử tri trên cả nước đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày mai, 22 tháng 9. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này tại Sri Lanka giống như một đợt trưng cầu dân ý đối với kế hoạch thắt lưng buộc bụng mà chính phủ đương nhiệm áp dụng để nhận được gói cứu trợ từ quỹ tiền tệ quốc tế, giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Tổng thống Rani Wiskam Singh, 75 tuổi, người trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp kể trên, cũng ra tranh cử nhiệm kỳ mới sau 2 năm lãnh đạo đất nước. Ông được tín nhiệm vì đã ổn định được nền kinh tế, chấm dứt tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men nhiều tháng qua, do dịu tình hình bất ổn do tác động của suy thoái kinh tế năm 2022. Tuy nhiên, các biện pháp tăng thuế thắt lưng buộc bụng, bụng được áp dụng trong thời gian qua để đáp ứng các điều kiện hưởng gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ của IMF đã khiến hàng triệu người phải vật lộn để kiếm sống. Các chuyên gia cảnh báo rằng nền kinh tế Sri Lanka vẫn còn mau manh khi hoạt động thanh toán khoản nợ nước ngoài trị giá 46 tỷ đô la Mỹ của hòn đảo này vẫn chưa được nối lại kể từ vụ vỡ nợ của chính phủ vào năm 2022. Ông Wiskram Singer khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình thắt lưng buộc bụng, bụng nếu đắc cử và cảnh báo rằng mọi chính sách sai lệch hướng so với yêu cầu của IMF sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn. Ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu-EU sẽ cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 35 tỷ euro, tương đương hơn 39 tỷ đô la Mỹ. Thông báo trên được bà Ursula von der Leyen đưa ra trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev. Đây là chuyến công du thứ 8 của bà von der Leyen đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022. Chuyến thăm này diễn ra khi Kiev đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong mùa đông năm nay. Theo đó, khoản vay của EU nhằm giúp Ukraine tái thiết nền kinh tế và mạng lưới điện. Đây là một phần trong cam kết của các nước G7 vào tháng 7 này nhằm hỗ trợ Ukraine trong dài hạn bằng cách cung cấp vũ khí và viện trợ phục hồi. Số tiền được hỗ trợ từ lợi nhuận trong tương lai của các tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga chủ yếu được nắm giữ tại châu Âu. Trung Quốc mới đây đã khởi động chương trình nhiên liệu hàng không bền vững. Hoạt động trên của Trung Quốc nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon trong lĩnh vực hàng không. Các nhiên liệu hàng không bền vững được sản xuất từ dầu thải, phụ phẩm công nghiệp, sinh khối gỗ, rác thải đô thị có thể giúp cắt giảm 80% lượng khí thải carbon so với dùng nhiên liệu truyền thống. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9, có tổng cộng 12 chuyến bay cất cánh từ các sân bay quốc tế ở các thành phố Bắc Kinh, Thành Đô, Trịnh Châu sử dụng các nhiên liệu hàng không bền vững này. Đánh giá từ điều kiện bay ngày hôm nay, động cơ hoạt động tốt, mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương với nhiên liệu hàng không truyền thống và toàn bộ chuyến bay diễn ra suôn sẻ. Nhiên liệu hàng không bền vững là nguồn năng lượng xanh thực sự có thể cắt giảm được lượng khí thải carbon hơn 70%. Nếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh khối, nó có thể giảm lượng khí thải hơn 85 hoặc thậm chí đạt mức khí thải carbon bằng không hoặc âm. Chương trình được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến cuối năm nay và giai đoạn thứ hai sẽ được thực hiện trong cả năm 2025 với số lượng các hãng hàng không tham gia tăng dần. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.